Bánh mì vị cơm tấm chỉ 20 cành với một thao tóp mỡ mỡ hành vạ người mê. Ngay quận 7 mà khách lúc nào cũng nườm nượp bán không có xuể luôn. Xe bánh mì nhỏ thu mà bán được hơn 10 năm là nghề gia truyền để lại nha. Cỡ lã hả mẹ truyền con nói đó. À cái da của nó giòn nè con, có vị da trắng. Cô nè, cái da bánh mì của cô á, là da bánh mì nó dày dày nè. Đó, nó ngon. Nói cái này thì mọi người không có tin chứ, từ xíu mại, thịt ba rọi, tóp mỡ này, hay là da heo chiên giòn, nước mắm, kẹo, sánh quyện là nhà tụi làm hết. Ta nói là không có cái ải nào qua nổi cái ải mà edit lúc 12 giờ đêm. Mà tao thèm cái ổ bánh mì này gần chết. Ổ bánh mì có 22 cành thôi mà cầm nặng tay coi như là tập tạ được luôn á. Đó, cỡ là cái bánh mì nó cũng bự bằng cái mặt tao luôn tụi bay ơi. Nói là cái vị cơm tấm tại nó có mỡ hành, tóp mỡ này, có bì, xíu mại, ba rọi, rồi chan thêm xíu nước mắm nữa. Ta nói gọi là cơm tấm trá hình đó. Công nhận là ăn vào hao hao cái vị cơm tấm thật sự. Tóp mỡ ở đây ngon chí bà ơi. Giòn giòn nghe ăn nó đã. Ê mà cục xíu mại đây nó ngon. Mặn mặn mà kết hợp với lại vỏ bánh mì giòn rụm nữa. Cỡ ngày nào mà không biết ăn gì thì cứ ra đây. Bánh mì bì xíu mại cô dậu xinh hơn hẳn tại chợ.